Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, nhập khẩu về Việt Nam và đăng ký tên tư nhân từ cuối năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe đã lăn bánh được 7 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi không tua đồng hồ. Chúng tôi mua về là nó hơn 7 vạn km và nó còn nguyên hơn 7 vạn km quý vị bạn nhé. Và ở chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc này thì option cũng đã được trang bị rất là nhiều quý vị bạn nhé. Đấy, ví dụ như nhìn bên ngoài thì quý bạn thấy được là xe đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày đấy, hay còn gọi là đèn daylight đây quý bạn nhé, và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội rồi. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, an ninh pháp lý đầy đủ quý bạn nhé, không bị lỗi lầm gì cả và tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 365 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2014 nhập khẩu đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Accent 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe quý vị bạn nhé. Chiếc xe này được đăng ký là màu bạc, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Hyundai Accent Blue quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chúng tôi mua về thì chúng tôi cũng chỉ có dọn dẹp và đánh bóng lên thôi. Còn lại là một vài chỗ nó xước nhưng mà nước sơn zin còn nguyên bản theo xe, cho nên là tôi cũng không sơn lại đâu quý bạn nha. Đây này, ví dụ như cánh cửa này, nó bị xước có một vết nhỏ như này thôi, nhìn phải thật sát vào thì mới thấy, nhìn xa là không thấy được đâu. Đó, hay là bên này cũng vậy này. Đó, chúng tôi để nguyên bản nhé, chúng tôi không sơn lại, vì cái sơn này là nó còn nguyên bản quý vị các bạn ạ. Đấy, sơn lại là nó mất zin. Những cái cánh cửa này là còn sơn zin nguyên bản đấy, từ cánh cửa đến tai cabo đấy cho đến phần nóc. Đấy là những cái phần đấy là sơn zin còn nguyên bản theo xe các bạn nhé, cho nên là chúng tôi sẽ để lại. Đấy, rất là đẹp rồi, nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều các bạn nhé. Và xin chia sẻ với quý vị và các bạn là cái xe này thì chủ xe đi rất là ít. Tại sao tôi lại nói rất là ít? Đồng hồ có 7 vạn km. Quý vị và các bạn phải xem về đồng hồ, nhưng quý vị và bạn phải xem về lốp này này. Đấy, dàn lốp còn rất là dày các bạn nhé, dàn lốp Bridgestone còn rất là dày đây này. Đấy, tại sao tôi lại hướng dẫn cho quý vị các bạn xem, không phải xem về đồng hồ mà lại xem về lốp. Cái dàn lốp còn mới, còn dày như này. Cả một cái dàn lốp chủ xe thay từ năm 2018 này này quý bạn này. Đấy, cả dàn lốp là chủ xe thay từ 2018 mà nó còn mới còn dày như này. Đấy, cho quý vị các bạn xem cả dàn lốp luôn. Đấy, rất dày và rất mới như này quý bạn nhé. Và từ năm 2018 đây. Thưa với quý vị và các bạn, đấy, cả một dàn lốp dày và mới từ năm 2018 mà nó còn dày như này. Tính ra từ năm 2018 đến bây giờ thì quý vị các bạn xem có vẻ là hơn 4 năm đúng không ạ? Đấy, hơn 4 năm mà cái dàn lốp nó còn dày như thế này thì quý vị và các bạn biết được là xe chạy nhiều hay là chạy ít rồi đúng không ạ? Đấy, tôi không phải giới thiệu nhiều, quý vị và các bạn phải căn cứ cả vào dàn lốp quý vị bạn nhé. Đấy, mới biết được là xe chạy nhiều hay chạy ít ạ. Đấy, và ở cái phiên bản Hyundai Accent Blue này thì xe cũng đã được trang bị hệ thống phanh ABS với phanh đĩa 4 bánh các bạn nhé. Kể cả đằng sau này cũng là phanh đĩa 4 bánh này. Đấy, và Hyundai, phiên bản này là Hyundai Accent Blue nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ về cái phần thân vỏ bên ngoài này thì chỉ có xước sát có một chút xíu những cái phần đầu này, và phần đuôi thì chủ xe đã sơn lại rồi này. Còn lại là những cánh cửa này, tai này, hông này đều là sơn zin nguyên bản của xe các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Và nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy được đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là hệ thống đèn pha bi xenon này, đèn bi rồi, đèn led ban ngày hay còn gọi là đèn daylight đấy ạ. Đấy, tôi quay khi điện thoại quay vào cái đèn led này thì nó sẽ nháy đấy ạ. Đấy, nó nháy, đây là cái hệ thống đèn led daylight ban ngày, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy. Những chiếc xe Hàn Quốc thì rất là nhiều option quý vị bạn nhé. Từ năm 2014 mà chiếc xe Hyundai Accent Blue này đã được trang bị những cái option như thế này rồi đấy quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Và phía bên dưới là cái cụm đèn gầm. Đấy, cụm đèn gầm cũng còn rất là mới quý bạn này. Đấy, tất cả từ những cái đèn gầm này cho đến đèn pha đều chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là không có bị xước sát hay nứt vỡ gì quý bạn nhé. Từ mặt ca lăng cho đến lưới tản nhiệt cũng còn rất là mới luôn quý bạn ạ. Đấy, gương chiếu hậu thì đã được tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều, cho nên là nhìn nó rất là đều, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Nhìn nó không bị lệch màu, chủ yếu là sơn ở cái phần ba đời sốc trước, ba đời sốc sau, phần nhựa này thôi. Đấy. Và đằng sau đây thì xin thưa với quý bạn là cái cụm đèn pha này, cụm đèn hậu này cũng còn rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này. Đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn hậu này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái cụm đèn hậu rất là mới này. Đấy. Và nhìn từ đằng sau này thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi. Đấy, đã có cảm biến lùi rồi quý bạn nhé. Cảm biến lùi. Đấy. Và chủ xe thì quý bạn xem đây ạ, cái xe này thì đã được chủ xe dán phim cách nhiệt là Luma, phim rất là xịn quý bạn nhé. Bởi vì khi từ mới chiếc xe này, khi đó mua chiếc xe này là cũng rất là đắt tiền quý bạn ạ. Những chiếc xe nhập khẩu nó rất là đắt tiền và được chủ xe rất là cẩn thận, cho nên là mới dán những cái loại phim nó xịn. Những bộ phim Luma của Mỹ này nó rất là đắt quý bạn nhé, cho nên là quý bạn thấy đây ạ, hàng Luma thì đắt mà nó ít phim fake, cho nên là nó rất là đắt tiền, phải những chủ xe cẩn thận thì mới dán những cái phim đấy ạ. Đấy, và cho nên là nhìn từ những cái phần kính này rất là đẹp quý bạn ạ. Với những chiếc xe quý bạn đi mua những cái xe cỏ để ý rồi đấy, nhiều chủ xe người ta tiếc tiền, người ta chỉ dán phim cách nhiệt 3M thôi, phim 3M nó kém chất lượng, nhìn cái kính nó không được đẹp ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Một chiếc xe Hyundai Accent Blue 2014 đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội đấy ạ. Ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đấy, toàn bộ từ những cái tab bi rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Đây là về cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này, cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa trước bên lái các bạn nhé, còn nguyên bản hết ạ. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản, không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả đấy. Đấy, từ keo chỉ này cho đến ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn các bạn nhé. Đấy, còn nguyên và rất mới luôn. Ở cái phiên bản Blue số tự động này thì xe cũng đã được trang bị sẵn là nội thất da rồi các bạn nhé, nội thất da cao cấp theo xe. Đấy, đi cùng với tông màu xám của xe rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, nguyên bản này, toàn bộ vô lăng cũng rất là đẹp, vô lăng được tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn, xem cả những cái phần nhựa này nhá, đều rất là mới này. Kể cả cái lót sàn cũng rất là đẹp luôn. Cái lót sàn nguyên bản của xe đấy, lót sàn là bằng nỉ nguyên bản của xe này. Và cái bộ cao su này là chủ xe mua thêm ấy, cũng rất là xịn và rất là dày. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa này đến tab bi này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn á, chưa có mất một cái vết nào cả, chưa có mất phân keo chỉ nào cả quý bạn ạ. Và toàn bộ về cái nội thất đằng sau này cũng rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất da nguyên bản này. Với những chiếc xe này là cam kết là không chạy dịch vụ các bạn nhé. Xe gia đình sử dụng không chạy dịch vụ, cho nên là toàn bộ cái nội thất nó mới đẹp như này. Nếu như chạy dịch vụ thì không bao giờ còn đẹp được như này đâu quý vị bạn ạ. Toàn bộ từ những cái phần nhựa này, những cái phần nỉ này. Đây thưa với quý bạn, nếu như chạy dịch vụ thì không bao giờ những cái này nó còn được đẹp như này đâu ạ. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái đồng hồ cũng như là về cái phần táp lô, táp bi bên trong. Tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên cho quý vị các bạn cùng xem. Đấy, máy đã nổ rồi quý bạn nha. Đồng hồ công tơ mét này 7.1 vạn quý vị các bạn ạ. Đồng hồ 7.1 vạn này là đồng hồ chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là chúng tôi không tua đồng hồ quý vị bạn nhé. Đấy. Và hôm trước là tôi mua là hình như là chủ xe thay dầu bảo dưỡng ở lúc 7 vạn chẵn, và cái lịch nhắc là 7 vạn tư thì thay dầu, mà chủ xe thay từ thời tháng 4 đến bây giờ. Đấy, từ tháng 4 đến bây giờ mà chủ xe mới chạy có hơn 1.000 quý bạn ạ. Hôm trước tôi đi mua thì tôi quên, tôi không quay lại, chứ chủ xe toàn để dưới hầm thôi, không đi mà nó bụi bẩn hết cả ra lại. Tôi về tôi phải dọn đi đấy. Chủ xe đi rất là ít ạ, cho nên là rất là đẹp đấy ạ. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển quý bạn nhé. Đấy, vô lăng này rất là đẹp luôn. Xe cũng đã được trang bị đầu CD. Đấy, đầu CD rồi quý vị các bạn nhé. Nội thất thì rất là đẹp này, đẹp từ những cái phần táp bi cánh cửa này cho đến những cái phần táp lô. Đấy, đều rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đến những cái phần nỉ trần. Đây là thưa với quý bạn này, những cái phần nhựa này, tay nắm này, những cái này mà chạy dịch vụ thì không bao giờ còn đẹp được như này quý bạn ạ. Đấy, quý bạn xem từ những cái phần nhựa này đến những cái phần nỉ trần đây thì quý bạn thấy được ạ. Nó rất là mới ạ. Đấy. Với những chiếc xe chạy dịch vụ thì không bao giờ còn đẹp được như này ạ. Kể cả những chiếc xe tư nhân, những chiếc xe gia đình không chạy dịch vụ nhưng chạy nhiều, nó cũng không bao giờ được đẹp như này đâu ạ. Chiếc xe này thì chạy quá ít cho nên là nó mới được đẹp như vậy đấy ạ. Đấy, quý bạn xem này, toàn bộ về những cái phần nhựa trên cái trần này phải nói là rất mới quý bạn nhá. Đấy, hiếm có những chiếc xe mà nó còn được đẹp, còn được mới như chiếc xe này đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau nhé. Cốp sau cũng được bấm để mở điện đây quý bạn này. Đấy, cốp sau. Cốp sau cũng đã được khiển ở trên chìa khóa rồi quý vị bạn nhé. Đấy, và toàn bộ về những cái ốc cốp sau đây thưa với quý bạn này, ốc cốp sau còn nguyên bản hết ạ, chưa có một con ốc nào tháo. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là nó còn nguyên bản hết này. Đấy, những cái ốc cốp sau này, này chưa có vết tháo quý bạn nhé. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên hết luôn các bạn ạ. Đấy, chưa có mất một cái con ốc nào bị tháo đâu ạ. Đấy, phải nói là rất là đẹp các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái phần cốp sau này, kể cả những cái phần nỉ này. Đấy, đều rất là đẹp ạ. Phần nỉ bên trong này cũng vậy này quý bạn nhé. Ở chiếc xe sedan thì là cái cốp sau nó rất là rộng, và đặc biệt là chủ xe không để đồ thì là nó mới còn được đẹp như này quý bạn ạ. Đẹp từ những cái phần nỉ này. Đấy, tôi quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, còn phần nỉ này. Và chủ xe cũng đã lót bằng cái thảm 5D đây quý bạn này. Cái thảm 5D này cho nên là nhìn cái cốp nó rất là sạch. Phía bên dưới này là cái thảm nguyên bản của xe. Đấy, thảm nguyên bản của xe cũng còn rất là mới nhá. Và lốp sơ cua đây thưa với quý vị và các bạn, lốp sơ cua cũng còn rất là mới này. Lớp sơ cua này, đồ nghề cũng còn rất là mới, kích đồ nghề. Và nhìn vào đây thì quý bạn thấy được luôn ạ, không có dấu vết gì của sự đâm đụng hay là va chạm gì quý bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn xem kỹ ở đằng sau này để biết được chiếc xe có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì không quý bạn nhé. Đấy, về đằng sau này thì quý vị các bạn yên tâm rồi, còn nguyên bản hết ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ này cũng còn nguyên bản hết này quý bạn nhé. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, táp bi rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Có cả khóa trẻ em đấy ạ. Đấy, và toàn bộ về cái nội thất ghế da đằng sau này cũng đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Từ năm 2014 đến bây giờ là tính ra là 8 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp, còn mới như này đây quý bạn ạ. Chỉ có những chiếc xe gia đình mà lại chạy rất ít thì nó mới được đẹp như này. Chỉ còn những chiếc xe chạy dịch vụ thì những cái nội thất này chắc chắn là nát rồi, phải làm lại rồi ạ. Đấy, và trần đây ạ, còn nguyên bản và còn đẹp như này đấy ạ. Toàn bộ những phần trần, những cái phần ghế da đều rất mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, toàn bộ những cái phần keo chỉ này, cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Keo chỉ là nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn này. Đấy, không có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, chúng tôi cam kết là không tai nạn, không có đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Kể cả những cái va chạm nhỏ nhẹ nó cũng không có cơ ạ. Đấy, tabi rất mới luôn. Ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ, cũng còn zin hết luôn ạ. Chưa có vết tháo quý bạn nhé. Toàn bộ những con ốc ở trong chiếc xe này là còn nguyên này. Ghế bên phụ này thì lại rất là mới luôn quý bạn này. Toàn bộ ghế da bên phụ này thì gần như là không có người ngồi mấy sao ấy, cho nên là nó mới mới được như này quý bạn ạ. Từ năm 2014 đến bây giờ 6 năm sử dụng mà còn mới như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, toàn bộ về phần nội thất đều rất là đẹp luôn quý vị các bạn nha. Tắp lô rất là mới này, từ những cái phần nhựa này cho đến những cái vô lăng. Đấy, cần số tay phanh đều rất mới luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nỉ trần quá là mới luôn. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần đầu, cái phần động cơ của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo. Đây là cái phần ốc cabo còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé, chưa có vết tháo này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ cabo còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ nguyên, chưa có một cái vết làm lại đâu quý bạn nhé. Đấy, và ở cái phiên bản này thì nó không có cái tấm nỉ chống nóng của cabo quý bạn nhé, cho nên là nhìn rất là rõ. Nếu như bị đâm đụng hay là bị va chạm rồi thì nhìn nó rất là rõ luôn ạ. Và đây là cái logo của cái cabo đây ạ. Đấy, logo hay còn gọi là tem cabo đấy ạ. Những cái hàng nguyên bản của xe, những cái hàng còn nguyên bản thì nó mới có cái tem đấy ạ. Đấy, và đây keo chỉ còn nguyên hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Tất cả ốc cabo này còn zin hết luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là còn zin. Đấy, rồi ốc chân cabo này cũng còn zin hết luôn các bạn này. Ốc tai này, đấy, toàn bộ những cái phần ốc tai này còn nguyên hết luôn đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc chân cabo này cho đến ốc tai còn nguyên bản hết ạ. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ. Và cái phần động cơ này cũng vậy ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent Blue 2014 này là một cái khối động cơ xăng 1.4 lít quý bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Và cái động cơ này thì quý bạn thấy đây ạ, chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút rồi. Đấy, dọn dẹp qua thôi chứ không có xi xiếc gì vào đây quý bạn nhé. Đấy, nhiều chỗ còn rất là bẩn đây quý bạn này. Đấy, chúng tôi chỉ có dọn qua đi một chút thôi. Bên trên này thì nhìn dọn nó dễ hơn, chứ còn bên dưới này là chúng tôi chưa có dọn kỹ được quý bạn nhé. Đấy, không những chỉ cần dọn qua đi mà nó đã đẹp, nó đã mới như này rồi thì quý bạn thấy đấy ạ. Từ những cái ốc chân máy này, đấy, ốc chân máy này còn nguyên hết luôn các bạn nhé, chưa có vết tháo này. Đấy, còn nguyên bản hết ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn nha các bạn nhé. Ốc chân máy này đến ốc mặt máy này, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn các bạn ạ. Với cái động cơ này thì quý bạn thấy đấy ạ, sau 8 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp, còn mới như thế này thì phải nói là rất là hiếm quý bạn nhé. Trên thị trường không có nhiều xe đẹp như này đâu ạ. Cùng đời không có nhiều xe đẹp như này quý bạn nhé, chúng tôi khẳng định luôn ạ. Vì chúng tôi mua rất là nhiều xe, suốt ngày chúng tôi đi mua xe, cho nên là chúng tôi có thể so sánh được là chiếc xe đẹp, chiếc xe xấu nó như nào đấy. Đấy, rất là mới quý bạn này. Những chiếc xe chạy nhiều hoặc những chiếc xe chạy dịch vụ thì không bao giờ còn được đẹp, còn được mới như chiếc xe này đâu quý bạn nhé. Đấy, chủ xe chạy cũng rất là ít quý bạn ạ. Ắc quy thay từ năm 2019 này. Đấy, tính ra là cũng đã được 3 năm rồi mà còn rất là mới, rất là đẹp như này đây các bạn nhé. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent Blue 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video livestream ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.